Kính chào anh chị đến với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một cái sản phẩm tại cái dự án Tuấn Điền Phát. Hiện tại là cơ sở hạ tầng đầy đủ, đèn đường, điện thì chưa, nhưng mà nước thì nước máy và nước âm. Hướng này là chạy ra ngoài chỗ đường DT749C, và rẽ phải chúng ta sẽ đi qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Và nếu như đi thẳng thì chúng ta sẽ đi qua khu dân cư và đi tới là khu công nghiệp. Và cách vị trí từ đây đến khu công nghiệp tầm khoảng 1,5 km. Và rẽ, nếu như đi ra đường DT mà rẽ trái thì chúng ta sẽ đi ra đường quốc lộ 13. Ở bên đây, cách một cái lô cao su này là bên kia là dự án của Đức Phát. Đấy, thì tất cả các cái dự án đều bao vây ở xung quanh hết rồi. Đấy, thì đây là đi thẳng tới thì là dự án của thằng Nrem. Đấy, và trong kia thì cũng có một cái dự án nữa của thằng Kim Oanh. Đấy, và hướng này là chúng ta đang nhìn vào hướng qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Và miếng đất này là hướng đông, đấy, lưng giữa núi. Và với diện tích là ngang 5, dài 16, có trong đó thổ cư là hết đất 80m nha anh chị. Và cái lô đất của mình là ở đây. Cái lô đất này của mình là từ cái cây kia qua gần bên chỗ cái ô đỏ đỏ đó đó. Thì như vậy là ngang là 5m, sâu 16, thổ cư hết đất. Điện đường dây thì có sẵn rồi và nước máy. Và cái hướng này là hướng Bắc, đi qua khu dân cư của thằng Đức Phát và dự án Kim Oanh, Đức Phát 3 đây anh chị. Và nhiều cái dự án còn ở trong đó nữa. Thì lô đất này với ngang 5, dài 16, hết thổ cư thì hiện tại đã có sổ hồng sẵn. Cho nên nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0356 555579 để em tư vấn một cách chi tiết hơn. Và cái lô đất này thì hiện tại là đã có sổ sẵn và bây giờ chủ chào bán, gửi em bán với giá là 800 nha anh chị. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư khu vực này thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Và cái hướng này đi qua bên kia thì có một con đường từ ngoài chỗ quốc lộ 13 là đi thẳng qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Và hiện tại chúng ta ở đây chúng ta thì không thể thấy xe đi ở đầu kia được. Đấy, và đó là con đường nhựa, sau này là nó sẽ đổi nhựa, hiện tại là đang đường của các cái dự án. Và sau này nó sẽ là đường nhựa thông từ quốc lộ 13, từ công ty đệm Vạn Thành á, chạy qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Còn ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ đi từ đi ra thì chúng ta sẽ rẽ phải và đi vào khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng, gọi là đường DT, đường liên tỉnh DT749C, coi hay là HL10. Và rẽ trái chúng ta sẽ đi qua khu đi ra chỗ quốc lộ 13. Và hiện tại bây giờ em sẽ xuất phát từ đây chạy ra quốc lộ 13, để nói chung từ đây chạy ra quốc lộ 13 tầm khoảng 2 km nha anh chị. Đấy, và cách khu công nghiệp Bầu Bàng tầm khoảng 1,5 km và cách trường học tầm khoảng 800m. Và cách bệnh viện của huyện Bầu Bàng, trung tâm y tế là khoảng 1,5 km. Rồi em bây giờ em sẽ xuất phát đi từ đây ra ngoài kia nha anh chị. Và con đường này chính là con đường D1 nằm sát với con đường nhà nước ở phía bên tay trái của em. Và em đi ra đây sẽ gặp cái ngã tư, đi qua bên kia là dự án của Tuấn Điền Phát luôn, và đi thẳng lên thế kia thì là đi qua của khu dân cư Đức Phát. Và con đường này là con đường mặt tiền 16m, chạy thẳng ra đường DT49C. Và đây là có một cái ngã tư, mặt tiền đường này 33m, sẽ có trong cái dự án là 33m và chạy thông từ ngoài quốc lộ 13 đi qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Thì đây dự án nó đã chừa sẵn rồi, sau này chờ ấy thì sẽ khởi công và thông qua bên chỗ đường khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng.
Và hiện tại mặt tiền đường chính ở ngoài của Tuấn Điền Phát này là ngang 5 dài 16, 5 dài 17 và 5 dài 20 tùy từ vị trí. Giá là bây giờ là 1 tỷ 250 cho đến 1 tỷ 3 một nền. Nếu nằm ở ngoài này, ở ngoài ngoài cái khúc phía gần đường này thì nằm rơi vào khoảng 1 tỷ 350 nha anh chị. Và em sắp đến cái chỗ giao nhau giữa đường DT49C và đây là con đường ngã tư. Vâng, thưa anh chị, con đường này chạy thẳng ra ngoài kia là đi qua khu dân cư và rẽ phải chúng ta sẽ đi tới trung tâm y tế của huyện Bầu Bàng. Còn hướng này sẽ đi thẳng qua khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng. Đấy, và rẽ trái qua đường này thì chúng ta sẽ đi lên quốc lộ 13. Chúng ta sẽ chạy ra chỗ quốc lộ 13 và con đường DT49C đường đường lộ tỉnh này thì bây giờ là tầm khoảng mặt tiền đường này tầm khoảng 12 mét, lòng đường 12 mét và mỗi bên nó trừ hành lang là 21 mét. Thì cái lối mà em vừa quay đó là cái lối đó là ra trường học Ánh Dương nha anh chị. Thì em sẽ đứng đây quay qua cho anh chị biết cái trường Ánh Dương này. Cái trường học Ánh Dương này là một trệt và hai cái lầu. Đây là trường mầm non Ánh Dương lớn nhất của huyện Bầu Bàng và cách từ cái vị trí đất ra đó tầm khoảng 7 đến 800 mét nha anh chị. Và dân cư hai bên đường này thì sống khá là đông. Đấy, thì buổi sáng và buổi chiều thì công nhân đi làm về cũng khá là ok, nói chung là cũng rất là đông nha anh chị. Và hiện tại mặt tiền đường này rơi vào tầm khoảng 380 cho đến 400 một mét chạy nha anh chị. Và như vậy thì 5 mét thì anh chị sẽ mua với giá 1 tỷ 950 cho đến 2 tỷ một nền 5 mét, 5 dài 40, trong đó có tầm khoảng 80 cho đến 100 mét thổ cư nha anh chị. Và con đường này nó sẽ thông với con đường D13. Đấy, thông với con đường D13 phía bên tay phải của em ngay đây. Và nó sẽ chạy gặp con đường D9 nữa anh chị nhé. Đây, đấy. Và từ cái vị trí đất chạy ra ngoài chỗ quốc lộ 13 thì nó rơi vào tầm khoảng 2 km. Và cách khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng tầm khoảng 2,5 km. Và cách khu công nghiệp Bầu Bàng tầm khoảng 1,5 km. Và cách trung tâm y tế, cách trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng tầm khoảng 3 km. Cách trường học cấp 1 tiểu học và trường phổ thông trung học tầm khoảng cũng là 3 km. Và cách chợ Bầu Bàng là tầm khoảng 3,5 km. Và em đã đến con đường quốc lộ 13. Đấy, thì rẽ phải chúng ta sẽ về đường Hồ Chí Minh, rẽ trái thì đi lên Bình Phước nha anh chị. Và nếu như anh chị cảm thấy hay thì cho em một like, sau đó anh chị có thể bấm vào cái đăng ký kênh để đăng ký kênh giúp em, và anh chị bấm vào cái chuông và bấm vào tất cả để nhận tất cả các cái video mà em đã quay. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.